Những bộ óc thiên tài nổi tiếng nhất lịch sử nhân loại. Plato là một trong những nhân vật kiệt xuất sở hữu bộ óc thiên tài. Ông là triết gia nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại, là học trò của Socrates và là thầy của Aristotle. Tác phẩm Cộng hòa của Plato được đánh giá là tác phẩm có ảnh hưởng lớn nhất tới các học thuyết chính trị. Nội dung tác phẩm bao gồm những cuộc đối thoại giữa Socrates và các nhà văn, nhà thơ, triết gia tài ba cùng thời. Ngoài Cộng hòa, nhiều tác phẩm của triết gia lỗi lạc Plato được người thời đó lập tức gìn giữ ngay khi ông qua đời cho đến hàng trăm, hàng ngàn năm sau. Leonardo da Vinci là nhân vật kiệt xuất nổi tiếng thế giới. Với bộ óc xuất chúng, ông trở thành con người đa tài ở nhiều lĩnh vực. Cụ thể, Leonardo da Vinci không chỉ là một họa sĩ tài năng của thời kỳ mỹ thuật phục hưng, ông còn là một nhà khoa học lỗi lạc. Leonardo da Vinci cũng là nhà nghiên cứu giải phẫu học tài năng. Nhờ khả năng nắm vững cơ chế vận động của cơ thể người mà các nhân vật xuất hiện trong tranh danh họa này luôn có được vẻ đẹp tự nhiên, chân thực. Trong số những nhân vật kiệt xuất nổi tiếng lịch sử không thể không nhắc đến Isaac Newton. Ông là nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim thuật danh tiếng của Anh. Trong số đó, công chúng biết đến Isaac Newton nhiều hơn trong vai trò nhà vật lý. Ông là một trong những người thông minh nhất trong lịch sử nhân loại khi là cha đẻ của nhiều định luật nổi tiếng được sử dụng đến ngày nay.